Mất đến 24 tháng thì bộ sản phẩm này mới được hoàn thiện. Và Sơn Đông đã làm như thế nào để tạo ra bộ sản phẩm đạt được tiêu chuẩn cao cấp thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ bật mí đi cho quý vị. Đầu tiên, khi Sơn Đông hoàn thành được ý tưởng lên sản phẩm thì sẽ được chuyển giao đến khâu thiết kế. Ở đây, về bước thiết kế thì một yếu tố cực kỳ quan trọng đó chính là dáng vóc ghế. Kiểu dáng và dáng vóc nó ảnh hưởng tới sự thẩm mỹ rất cao. Như quý vị thấy trên màn hình thì dáng ghế nó phải thon, nó phải đẹp thì nó mới lột tả được vẻ sang trọng của mẫu hoàng gia này mang lại. Dáng vóc thể hiện được sự thẩm mỹ sang trọng. Sau khi chúng ta thiết kế xong thì chúng ta sẽ đến với một bước cực kỳ quan trọng. Đấy là khâu chọn nguyên liệu. Những khối gỗ quý vị thấy trên màn hình đều là những khối gỗ được tuyển chọn, được lọc chọn từ những thân cây tốt nhất. Sơn Đông phải đặt ra những tiêu chí cực kỳ khắt khe, như là những khối gỗ phải đạt được đầy đủ kích thước, không giác và đặc biệt là bông vân phải đẹp. Vì là một dòng sản phẩm sofa cao cấp, nó có những yếu tố nguyên khối ở trong này nên bước này là một bước cực kỳ quan trọng, kính thưa quý vị. Sau khi chọn gỗ xong thì chúng ta sẽ đến với bước sấy gỗ. Một điều sai lầm của các cơ sở khác thường hay mắc phải đó chính là những tình trạng co ngót, nứt nẻ về gỗ như quý vị thấy trên màn hình. Thì để chấm dứt được tình trạng này thì Sơn Đông đã trang bị lò sấy. Thay vì đợi đến 10 năm thì Sơn Đông sẽ sấy những khối gỗ lớn như thế này chỉ vỏn vẹn 60 ngày. Bàn tay ta làm nên tất cả, biết cách đục đường nét sẽ thăng hoa. Chúng ta sẽ đến với bước đục chạm. Những đường nét ở đây tưởng chừng như nó cực kỳ sâu và sắc nét. Nó lột tả được cái hồn ở trong đấy của những nghệ nhân Sơn Đông đã thổi vào một cách hết sức là công phu. Đây quý vị có thể thấy trên màn hình, đây là một yếu tố mang đậm cái tính chất nghệ nhân. Khi tiêu chuẩn cao cấp được hình thành thì những đường nét này sẽ được chỉnh chu, dù là sai 1mm cũng có thể được làm lại từ đầu, kính thưa quý vị. Chúng ta đã đục chạm xong thì chúng ta sẽ đến với bước lắp ráp. Từng bộ phận của chiếc ghế sẽ được lắp ráp một cách hết sức là công phu. Như những chiếc tựa lưng này, nó có kích thước khủng dày lên đến 14cm. Mất từ 3 đến 5 người mới có thể lọng được một chiếc tựa lưng như thế này. Chúng ta ở đây có rất là nhiều gỗ nguyên khối, kính thưa quý vị. Về những khối gỗ đây, chúng ta sẽ có mặt ghế dài 10cm, tựa lưng dài 13cm. Và chưa hết, sau khi lắp ráp xong thì những cái khúc khớp nối này sẽ được truyền lại cho bộ phận đục chạm để hoàn thành những cái khớp nối này, kính thưa quý vị. Sau khi đi hết phần thô thì chúng ta sẽ đi đến với bước chà nhám và làm nguội sản phẩm. Những đường nét đục chạm xong sẽ được người thợ làm đi cho nó mềm mại, nó uyển chuyển theo cách mà Sơn Đông đã tạo ra sản phẩm rất là đẳng cấp, kính thưa quý vị. Chà nhám xong, làm nguội xong thì chúng ta sẽ đến với bước sơn PU. Thì nước sơn của Sơn Đông được chọn lọc từ những nước sơn tốt nhất, cao cấp nhất. Và bật mí cho... Và mẫu sơn này là mẫu sơn theo phong cách cổ điển rất cao cấp tại Sơn Đông, kính thưa quý vị.
Sau cùng thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng bộ bàn ghế sofa Hoàng Gia Luxury tại Sơn Đông. Và có một điểm mà Sơn Đông muốn nhấn mạnh là dòng sản phẩm này tại Sơn Đông hiện tại chỉ còn 2 bộ duy nhất. Đây là một phiên bản giới hạn. Thì quý vị hãy nhanh tay cầm điện thoại và gọi cho Sơn Đông nếu quý vị yêu thích sản phẩm này. Vâng, và chúng ta sẽ đi đến một số thông tin và thông số của sản phẩm. Trên màn hình của quý vị xem là một sofa với 10 món. 10 món ở đây là một chiếc ghế đôi, 4 chiếc ghế đơn, một chiếc bàn, 2 chiếc đôn cao và 2 chiếc đôn ngồi. Rồi, chúng ta sẽ đi ngay đến với chiếc ghế đôi. Có quý vị nào thắc mắc ở đây tại sao nó lại là giả sofa không ạ? Đây, nếu mà quý vị nào từng sử dụng những bộ sofa bằng vải hoặc là bằng nệm thì quý vị sẽ bị một tình trạng, đó là sau một thời gian dài quý vị sử dụng nó sẽ bị bong chóc và coi như là bỏ luôn. Thì giải pháp Sơn Đông sẽ làm 100% gỗ. Bằng cách này thì tuổi thọ của bộ bàn ghế của quý vị sẽ lên đến hàng trăm. Đấy là chiếc tựa lưng dài 13cm được sấy khô vô cùng kỹ lưỡng. Ngoài ra chúng ta sẽ có những điểm đặc biệt của chiếc ghế đôi này. Đó là chúng ta sẽ có một hộp kéo này, phần chương ghế này. Đây, chương ghế được đục chạm. Về những đường nét thì tôi sẽ mời quý vị cảm nhận bằng mắt mình. Những đường chỉ giả sofa rất là sắc nét. Một sản phẩm mang đậm tính chất cổ điển mà lại là cổ điển cao cấp thì quý vị sẽ không thể... Thì tiêu chí mà các quý khách hàng đặt ra về đường nét đục chạm là một tiêu chí cực kỳ cao. Nhưng hãy yên tâm, tại Sơn Đông của chúng tôi sẽ đáp ứng được cái tiêu chí đấy của quý vị bằng những đường nét đục chạm mà nghệ nhân Sơn Đông đã thổi hồn vào. Và kích thước của chiếc ghế đôi này tôi sẽ để thông số ở trên màn hình, quý vị hãy xem trên đấy. Đến với 4 chiếc ghế đơn thì chúng ta sẽ đi sâu vào về cái giá ghế một chút, xem nó có gì đặc biệt nào. Đầu tiên thì tôi sẽ ngồi vào sản phẩm trước. Đây, về cái giá ghế, nó được thiết kế với kích thước phù hợp với những người châu Á. Cụ thể là những người Việt, họ rất thích chơi gỗ thì đây sẽ là một giải pháp hoàn toàn tuyệt vời. Và ghế đơn của chúng ta sẽ có 4 chiếc ghế đơn cho bộ sản phẩm này với thông số ở trên màn hình của quý vị xem. Chúng ta sẽ có thêm những thông số như tương tự như băng dài. Chiếc mặt ghế đơn này dài lên đến 10cm, nó là nguyên một khối. Cái này thì quý vị có thể tháo rời được dễ dàng cho quá trình mình di chuyển. Đây, không biết quý vị có nhận ra không, đây là một cái yếu tố đặc biệt tại Sơn Đông mà không phải cơ sở nào cũng làm được. Đấy là phần chương và phần tựa lưng ghế được Sơn Đông lòng cong rất là công phu. Đây, nó là một đường cong hết sức tuyệt vời. Trên màn hình của quý vị xem là chiếc bàn nguyên một tấm dài 5cm. Yếm bàn và chân bàn cũng tương tự như những cái đường nét mang đậm hơi hướng và tính chất cổ điển. Đây, và chúng ta sẽ có thêm 2 chiếc đôn cao và 2 chiếc đôn ngồi. Tương tự như chiếc bàn thôi, đôn này có cái mặt là dài 5cm, đôn ngồi cũng có mặt là dài 5cm. Thưa quý vị, đây, quý vị thấy gì không? Sự kỳ công và tinh tế được thể hiện một cách gọi là từ trong ra ngoài. Đây là mặt của chiếc đôn ngồi của bộ sofa Hoàng Gia. Quý vị có thể xem, cả trong lẫn ngoài được Sơn Đông xử lý một cách rất là ok. Vâng, và đấy là những điểm đặc biệt của bộ sofa Hoàng Gia Luxury tại Sơn Đông. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin và chi tiết của sản phẩm này, quý vị hãy truy cập vào nội thất sơn đông.com. Còn quý vị thấy sản phẩm này như thế nào thì quý vị hãy để lại ý kiến bình luận ở phía bên dưới. Và nếu quý vị thấy video nào hay và quý vị quan tâm sản phẩm này thì hãy liên hệ cho chúng tôi. Sắp tới thì Sơn Đông sẽ ra mắt rất nhiều sản phẩm khác. Quý vị hãy đăng ký kênh để được cập nhật những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video clip lần sau. Xin cảm ơn.